Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 21 độ. Và chiều tối nay có mưa rào ở một vài nơi, trong mưa rông đề phòng lấp xét, mưa đá và gió rất mạnh. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết như vậy còn duy trì ở miền Bắc trong hôm nay và ngày mai. Từ thứ tư, các tỉnh miền Bắc đó một đợt mưa rào và rông trên diện rộng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng sớm có mưa rào rải rác, ngày nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Nam bộ hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có mây không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 33 độ sự báo từ ngày mai do gió mưa tây nam hoạt động tăng cường trở lại các tỉnh tây nguyên và nam bộ sẽ tăng mưa thời gian mưa tập trung vào chiều và tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to